Kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức thị thi. Chúc cho quý vị luôn có những ngày hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng cập nhật một số bản tin trong ngày. Chị gái của bệnh nhân 17 lần đầu lên tiếng từ Luân Đôn. Nga Nguyễn, 27 tuổi, được xem là bệnh nhân số 0 của giới thời trang sau khi đến Milan và Paris dự sâu và dương tính với NCOVID. Chỉ hơn một tuần trước, mà Book, giám đốc điều hành của Louis Vuitton, đứng trong một không gian tối tăm ở Paris, nơi sau sự trang của ông cũng là sau cuối cùng của tháng sắp diễn ra và nhấn mạnh rằng, bất chấp sự lo ngại về NCOV, có rất ít sầu bị hủy. Ông chỉ ra rằng nhiều người trong số hàng trăm khách mời trong khán phòng đã đi cùng nhau và đã ở cùng nhau trong không gian kín suốt nhiều tuần. Các bạn có biết được ai bị bệnh hay không? Ông hỏi, mọi người nhìn nhau và nhún vai. Búc không biết rằng sáng ngày hôm đó tại văn phòng bác sĩ ở một đất nước khác, Nga Nguyễn có triệu chứng ho. Nga 27 tuổi được xem là bệnh nhân số 0 của giới thời trang. Cô là khách mời dự sau của Gucci ở Milan và Saint Laurent ở Paris. Hai trong số những sau nổi tiếng chất lượng với người tham dự lớn nhất của một thời trang ứng dụng và là người đầu tiên trong giới thời trang thế giới được công bố dương tính với nCoV nga vì vậy đã trở thành tâm điểm sợ hãi của hệ thống thời trang nơi mọi người đồng hành và gắn bó suốt một thời gian dài cũng như trở thành biểu tượng cho đặc quyền đặc lợi và sự bất cạnh sau khi có biểu hiện ho trong một vài lần thăm khám định kỳ thì cô được xét nghiệm và sau đó thì có thông báo kết quả là dương tính Nga sau đó được điều trị tại một bệnh viện ở châu Âu, cố gắng nhớ lại những hoạt động mà mình từng tham gia và tất cả những người mà mình từng tiếp xúc. Cô trở thành tâm điểm trên báo chí và mạng xã hội cùng với em gái Nguyễn Hồng Nhung. Những người cũng tham dự hai sau thời trang trên và dương tính với NKV. Nhung là bệnh nhân 17 mắc COVID-19 ở Việt Nam và là ca đầu tiên tại Hà Nội. Cô bị báo chí Anh gọi là người siêu lây nhiễm. Mọi người nói tôi đã bay về nước, rằng tôi biết mình bị nhiễm virus khi đang thầm dự sâu. Những điều này không đúng, rằng là tôi hư hồng vì có một bức ảnh chụp tôi hở ngực, rằng tại sao virus lại xâm nhập tôi. Và đây là lúc để những người tham lam trong giữa thời trang dừng lại và suy nghĩ. Nga kể trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Một người phụ nữ thậm chí bình luận, thay vì là một người có sức ảnh hưởng thì dường như cô ta đang là một người lây nhiễm. Những người khác thì không buồn kiểm tra lại thời điểm COVID-19 bùng phát và lịch trình đến Italy của Nga. Người ta chỉ biết rằng Nga và Nhung đã có mặt ở những sau thời trang trong các bức ảnh họ đăng trên Instagram. Nga sau đó đã xóa tài khoản vì nhận được quá nhiều những tin nhắn đe dọa của bản thân cô lẫn gia đình. Nga, người đi lại giữa London, Đức và Hà Nội, là con gái của một nhà kinh doanh và được The Decider, một trang tin tức trực tuyến ở London, gọi là người di cư toàn cầu cô có bằng khoa học chính trị tại đại học kinh london và từng làm việc tại bộ phận mỹ phẩm và nước hoa của tập đoàn lvms tại paris trước khi tham gia công việc kinh doanh của gia đình cô từ chối gọi mình là người có sức ảnh hưởng dù yêu thời trang và thích tham dự các sự kiện từ thiện chia sẻ chúng trên mạng xã hội với sự hỗ trợ từ một nhếp ảnh gia cô đã hai lành chữ medgarra chạy thường được xem là Út ca của ngành thời trang và từng chụp ảnh tại nhiều gara cùng với những tên tuổi lớn như naomi Campbell, Anna Delorus, Jonathan Newhouse và Virgil Unbot, nhà thiết kế của White và dòng thời trang nam Louis Vuitton. Tôi hoàn toàn hiểu thái độ cực đoan đó khi thế giới đang trong cơn hỗn loạn vì đại dịch này. Nga nói, rõ ràng chúng tôi bị rõ chết rất nhiều, nhưng tôi nghĩ là phần lớn dựa vào những giả định và những tưởng tượng về hậu quả của các sự việc. Và đây là những gì đã xảy ra trên thực tế, dù Nga là một người bạn của Gucci và từng tới dự ra mắt nhiều bộ sưu tập khác nhau ở châu Âu. Năm nay cô mới được Gucci mời tham gia sau. Nga đã rất hào hứng và rủ cô em gái đi cùng. Họ bay từ London đến Milan hôm ngày 18 tháng 2, giờ sau của Gucci. Tâm trạng của tôi như nổ tung, tôi đã rất kinh ngạc, Nga nói. Họ đã bay cả đêm, đến dự rau vào ngày hôm sau rồi quay lại London. Nga không muốn tiết lộ tiền khách sạn mà cô và hãng hàng không mình đã bay vì sợ gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Cô và Nhung đã ở Italy trong chưa đầy 48 giờ. Lúc đó Nga cho hay, không có ai nói về Encovi Cho đến ngày 20 tháng 2, ca nhiễm đầu tiên ở Italy mới được ghi nhận tại vùng Lombardy. Hôm ngày 25 tháng 2, họ đi tàu cao tốc. Eurostar đến Paris và dự sau của Sam Lauren. Italy khi đó đã được xem là tâm dịch nhưng mà vẫn không có lệnh phong tỏa. Cuối tuần đó thì Nhung bay về Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường trong suốt quãng thời gian đó. Nga kể, tôi đã đi tập kim, đi làm việc. Hôm ngày 2 tháng 3, cô đi công tác và bắt đầu ho. Và ngày hôm sau thì biết tin mình bị nhiễm mèn COVID. Ban đầu tôi thực sự hoang mang. Nga nói, các bạn nghĩ mà xem nó đã xảy ra như thế nào và khi nào. Nga không biết, nhưng mà cô đã cách ly từ hôm đó. Khi đó cô đã sốt đến 39 độ, rồi lại ho, lại ho nhiều hơn. Nga cho biết là cô đã thông báo về tình trạng sức khỏe với người mình tiếp xúc tại sau Gucci và Sam Lauren, cũng như bạn bè, gia đình và chuyên gia trang điểm nhiếp ảnh gia. Không ai trong số họ có triệu chứng bị bệnh. Cả hai thương hiệu cũng không ghi nhận nhân viên nào của họ có triệu chứng của COVID-19 và họ sẽ thông tin cho những người ngồi gần cô. Khi được liên hệ trực tiếp tỷ Sam Lauren từ chỗ bình luận thêm với lý do đây là vấn đề cá nhân, phát ngôn viên của Gucci cho hay. Dù 24 ngày trôi qua kể từ sau diễn của chúng tôi, ngay khi nhận được thông tin về việc cô Nga nhiễm hình cầu vi, chúng tôi đã thông báo cho toàn bộ khách người, khách mời ngồi cùng với Nga, họ đã cảm ơn và cho biết hiện vẫn khỏe. Còn Nga cô hy vọng những cuộc xét nghiệm tới của mình diễn ra vào ngày 16 tháng 3 sẽ cho ra kết quả âm tính. Cô Dũng cũng dự kiến là sẽ ở lại bệnh viện để kiểm tra cho đảm bảo hơn cô nhận thức được vị thế và khả năng của mình có thể đáp ứng được những yêu cầu về kiểm dịch dễ dàng hơn những người ít có điều kiện. Đối với mạng xã hội, cô cố gắng tránh xa nó vì lúc này. Một khi tôi hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường, tôi sẽ quay trở lại với mạng xã hội, Nga nói. Trong khi đó thì tin đồn vẫn tiếp tục khuấy động giữa thời trang những con mắt đổ dồn về Met Gala, sự kiện lớn tiếp theo của ngành công nghiệp này. Dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 5, ban tổ chức cho hay là họ vẫn chưa có kế hoạch nào là hóa sự kiện. Nga cũng chẳng có ý định tham gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên chia sẻ những cảm nhận của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Nhấn vào like, share và nhấn vào đăng ký để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.